Rơi vào trục trặc ma trận khi đang chơi game, ổ băng bị ma ám, Sonic EXE khi được gửi cho người chơi và chơi game thì nó sẽ không được bình thường, bởi vì con Sonic khá dễ thương và đáng yêu trong một tựa game bỗng như một ngày biến tấu thành một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Và hiển nhiên chỉ có một nhân vật duy nhất thôi, với một lý do điển tối, đó là những sinh vật khác đã bị con Sonic này làm chủ, cướp mất linh hồn bằng cách ăn thịt để biến nó thành nô lệ. Nó chính là sinh vật duy nhất mà khi chúng ta chơi sẽ bất ngờ nhìn thấy con Sonic này biến thành một hình dạng ác quỷ, đôi môi ngoác miệng cười, có máu chảy ra từ hai móc mắt màu đỏ lòe đó và nhìn người chơi. Người chơi sẽ bị đưa ra những câu hỏi và dẫn dụ để chơi những trò chơi như là trốn tìm nè, càng ngày càng tăng cấp độ nguy hiểm hơn, khiến cho người chơi bị bấn loạn tinh thần sau khi chơi xong, và có nhiều người đã chọn cách quyên sinh. Sinh vật nguy hiểm tượng trưng cho những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta về thế giới sẽ tạo lên ảnh hưởng tới con Sonic này, và đừng để mình trở thành nhân vật chính trong trò chơi chết người này.